Các bác ơi, với những cái phương pháp chữa đơn giản này thôi nhưng chữa được những cái chứng đau đầu kinh niên, và đặc biệt là chữa được cho những cái người mất ngủ lâu ngày. Các bác nào có thời gian ngồi khoảng 15 phút thì hãy bật và để xem, duy trì xem video này. Còn nếu bác nào mà đang bận hoặc là đang cần việc đi làm gấp bất cứ việc gì đó thì các bác có thể rời video, tắt video đi thời điểm này, và lúc nào có thời gian thì các bác hãy quay lại xem. Vì đây là một trong những video các bác phải xem từ đầu đến cuối thì mới đem lại những cái hiệu quả. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDTV. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì trong video này tôi xin được chia sẻ và cũng như là dành thời gian tâm sự với đến lại các bác. Và video này chỉ dành cho những người nào có khoảng thời gian, các bác nhé. Các bác nào có thời gian ngồi khoảng 15 phút thì hãy bật và để xem, duy trì xem video này. Còn nếu bác nào mà đang bận hoặc là đang cần việc đi làm gấp bất cứ việc gì đó thì các bác có thể rời video, tắt video đi thời điểm này. Và lúc nào có thời gian thì các bác hãy quay lại xem. Vì đây là một trong những video các bác phải xem từ đầu đến cuối thì mới đem lại những cái hiệu quả cũng như là mới hiểu được cái vấn đề. Và thưa với lại các bác thì rất nhiều bác sau khi đã áp dụng những cái phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc này, và thưa với các bác thì đấy có rất nhiều những cái bình luận, có rất nhiều những cái comment của rất nhiều bác là sau khi áp dụng những phương pháp đơn giản này, có bác chữa được những căn bệnh từ 10 năm, có bác chữa được mất ngủ, và hầu hết những bác nào bị mất ngủ áp dụng những phương pháp mà tôi chia sẻ thì đều có được giấc ngủ ngon. Bởi vậy mà tôi mong muốn và tha thiết yêu cầu các bác hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết, cho bà con được biết, cho nhiều người được biết đến những cái phương pháp đơn giản mà có thể chữa bệnh này. Vì các bác có thể thấy rằng với những người có điều kiện thì không sao, nhưng với những cái người không có điều kiện như những người ở nông thôn hay là những người mà cái thu nhập nó kém ấy, thì các bác có thể thấy rằng bệnh tật là một trong những cái điều mà lôi kéo đi của người ta rất nhiều tài sản, đặc biệt là nỗi lo về tâm trí làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thế nên rất mong muốn rằng các bác hãy chung tay chia sẻ những cái video đơn giản này, cách chữa đơn giản này, để cho nhiều người không còn nỗi lo về bệnh tật và chữa được bệnh cho mình, cho mọi người các bác nhé. Vâng, và thưa với lại các bác thì trong video này tôi sẽ chia sẻ đến các bác một trong những cái cách mà các bác hãy áp dụng hàng ngày để giúp cho mình tăng cường sức khỏe, giúp cho những bác nào thường xuyên bị đau đầu, mỏi gáy, nhức đầu, đau đầu, mỏi gáy, tê tay, tê chân, đau gót chân và nóng bàn chân, thì áp dụng phương pháp này các bác sẽ có hiệu quả các bác nhé. Và thưa với các bác, đây là một trong những cái video giúp các bác chữa được tổng thể khá là nhiều bệnh, và đặc biệt là giúp cho những cái người bị mất ngủ, khó ngủ thì sẽ có được giấc ngủ ngon nếu như áp dụng đầy đủ những cái phương pháp đơn giản này. Thưa với lại các bác thì bệnh tật là cái điều mà không ai mong muốn, nhưng hầu hết người già, người cao tuổi khi đến một cái độ tuổi nào đó thì thường hay mắc phải những cái vấn đề là suy nghĩ và ảnh hưởng đến tâm lý. Khi ảnh hưởng đến cái vấn đề về tâm lý thì kéo đến là cái việc là mất ngủ. Và các bác có thể thấy rằng chính bản thân chúng ta đấy thì thường không hay sống ở cái giây phút hiện tại, mà toàn là khi ngồi không này, hoặc là khi đi ngủ này thì lại suy nghĩ về cái tương lai này, hoặc là suy nghĩ về cái chuyện này chuyện kia này, rồi có những người thì bấu víu vào những cái chuyện quá khứ này các bác ạ, bấu víu vào những cái chuyện là cái lúc đấy bị người đấy nói câu này câu kia, hay là bị những đứa con, hay là bị những ông bà này ông bà kia nói mình câu này câu nọ, và bắt đầu đâm ra suy nghĩ. Bởi vậy mà tại sao các cụ có câu rằng ăn cơm cái thì gáy o o, mà ăn thịt bò thì lo ngay ngáy. Những cái người lao động vất vả, lao động về tâm trí đầu óc, làm lãnh đạo chẳng hạn ấy, thì càng phải suy nghĩ, và luôn luôn là gặp phải những cái chuyện rắc rối, chuyện này chuyện nọ, nên luôn luôn suy nghĩ. Và hầu hết những cái người làm cao một chút ấy, thì thường khó có được giấc ngủ ngon.
vì tối nào cũng phải suy nghĩ các bác ạ. Vâng, và còn với những cái người nông thôn á, thì chân chất chất phát ấy, họ không có suy nghĩ nhiều ấy, thì họ ăn cơm với cái thôi nhưng mà vẫn gáy o, và tối đến đặt lưng là ngủ, ngày đi làm đi cày tối đến đặt lưng là ngủ. Vâng, thế còn hầu hết là những cái bác cao tuổi bây giờ á, là những người nghỉ hưu hưu trí, thế thì các bác khi mà về già không có việc gì làm, rồi là chuyện trò ông bà này ông bà kia, rồi con cái của mình có bằng bạn bằng bè không, chúng có ăn học nên người không, có nỗi lo này nỗi lo kia, và như vậy khiến cho các bác khó ngủ. Vâng, và thưa với các bác, một trong những cái điều tôi muốn chia sẻ đến các bác, nếu như muốn mình có được giấc ngủ ngon thì hãy giải tỏa ngay tâm lý, giải tỏa tâm lý cái suy nghĩ của mình bằng cái phương pháp rất đơn giản, đó là tập hít thở. Và mỗi một lần hít thở ấy, thì các bác hãy làm như thế này. Đầu tiên hãy ngồi để thở các bác nhé. Đầu tiên hãy ngồi để thở, có thể ngồi trên giường khoanh chân, hít thật sâu vào căng phình bụng dưới các bác nhé, hít thật sâu vào căng phình bụng dưới, sau đó thì đẩy hơi ra, ép bụng vào cho thật thật sát, ép cho đến khi không còn hơi trong người nữa, và lại tiếp tục hít vào, phình bụng ra. Các bác làm đều đặn như vậy cho tới khi nào mà cảm thấy cái môi của mình nó có cái vấn đề là tê tê các bác nhá, thì khi hít này các bác hãy đặt hết cái tâm trí vào cái hơi thở của mình, cái khí hít của mình, và cho tới khi mà cái môi của ta cảm giác nó có cái cảm giác tê tê, lúc này hãy nằm xuống giường các bác nhá, lúc này hãy nằm xuống giường và tiếp tục để ý hơi thở của mình đều đặn. Lúc này thì ta không còn hít mạnh nữa mà ta hãy tập trung vào hơi thở đều đặn bình thường thôi. Thế thì thưa với các bác này, một lúc thôi, một lát thôi là rất có thể các bác ngủ say ngay bằng cái phương pháp hít thở này. Và cái phương pháp hít thở này á, nó không những là giúp cho các bác ngủ tốt đâu, mà nó còn giúp cho các bác đẩy được hết cái khí độc trong người ra. Và đây là một trong những cái phương pháp giúp cho các bác đẩy được cái khí độc ra ấy, thì nó giúp cho các bác khỏe mạnh, tránh xa được bệnh tật các bác ạ. Vâng, đấy là cái phương pháp để trước khi đi ngủ các bác nhé. Thế thì cái phương pháp sáng ra dậy á, tôi xin được chia sẻ này các bác, là hãy dùng 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón tay để đầu tiên là ta xoa tay vào nhau, xoa cho tới khi thật nóng các bác nhá. Nhớ là hãy xoa cho tới khi thật nóng, xoa mạnh cho tới khi thật nóng. Lúc này thì hãy dùng tay áp lên mặt, áp lên mắt, rồi dùng tay sửa mặt bằng tay. Thế các bác hãy làm như thế này này. Các bác nha, các bác hãy làm đều đặn như vậy. Các bác hãy làm ít nhất là khoảng tầm 7 lần. Các bác nha, ít nhất là 7 lần. Và cứ xoa tay cho thật nóng như vậy. Khi các bác xoa tay như vậy là một trong những cái cách kích thích được những cái huyệt giác ở bàn tay này, và đặc biệt là giúp cho cái gan của các bác khỏe mạnh này. Và một trong những cái điều nữa đó là có thể chữa được rất nhiều bệnh, vì ở chính cái bàn tay của chúng ta nó có rất nhiều huyệt các bác ạ. Làm cho sáng mắt này, tốt cho gan này, tốt cho thận này, tốt cho hệ tiêu hóa này. Vâng, và tiếp theo sau khi xoa như vậy rồi thì hãy làm cái động tác đó là dùng hai tay xoa vào tai. Xoa vào tai các bác nhá, xoa đều vào tai cho tới khi mà nóng tai lên. Các bác nhá, xoa cho tới khi mà nóng tai lên. Sau khi mà xoa nóng tai lên như vậy rồi thì các bác hãy dùng cái tay của mình làm 10 đầu ngón tay như thế này, chải đầu. Chải, các bác nhớ là hãy dùng cái móng tay của mình chải xuống đầu, và nhớ là chải với một lực nó mạnh một chút các bác nha, chải với một lực mạnh một chút, như vậy sẽ giúp cho các bác là luôn luôn đầu óc tỉnh táo và sáng ra dậy á, để các bác mát xa đầu óc của mình á, thì nó sẽ giúp cho bác minh mẫn và giảm thiểu được bệnh tật. Và đặc biệt với cái phương pháp này á, bác nào bị đau vai đau tay hay là bị đau gót chân cũng có thể có hiệu quả rất là nhanh luôn. Các bác không tin hãy thử áp dụng khoảng một tuần, các bác sẽ thấy sức khỏe của mình được thay đổi hoàn toàn. Và đây là một trong những cái cách rất đơn giản nhưng có thể có hiệu quả rất nhanh và mau lẹ. Thứ ba là nếu bác nào bị đau tay hay là đau gót chân hay là đau cánh tay thì hãy dùng tay miết vào cái lông mày, miết xuôi như thế này này, miết xuôi như thế này các bác nhá, miết xuôi như thế này đấy. Thứ ba là miết lông mày, thứ tư là dùng cái tay của mình này miết từ cái huyệt ấn đường này, kéo dọc xuống hai cái đường mép này, mình kéo dọc xuống hai đường mép này các bác nhớ nhá, miết như này 7 lần 7 lần.
thì giúp cho bác nào bị những cái vấn đề về hệ tiêu hóa hay là bị tiểu, đi tiểu đêm cũng sẽ giúp các bác có thể chữa được chứng này rất là đơn giản bằng những cái phương pháp từ tay của mình, rất đơn giản thế thôi. Tiếp theo nữa là cái động tác thứ năm, sau khi hoàn thành những cái động tác này rồi, các bác hãy dùng tay vỗ vào nhau. Các bác nhớ nhá, vỗ vào nhau với một lực mạnh để cho cảm giác cái tay được rát lên, rát và cảm giác vỗ mạnh làm sao cho cái tay nó cảm giác như là rát lên, nóng lên, thì lúc này là cái lúc mà điều hòa khí huyết rất là tốt. Và đặc biệt là với bác nào huyết áp cao, khi áp dụng những phương pháp đơn giản này cũng giúp các bác có thể giảm được những cái triệu chứng huyết áp của mình rất là hay. Và nhớ là khi làm thì hãy tập trung tất cả những cái suy nghĩ vào chính đôi tay của mình, chính những cái cảm nhận của mình, và đừng có để đầu óc suy nghĩ bất cứ thứ gì linh tinh nữa các bác nha. Vâng, và với bác nào huyết áp cao thì làm thêm cái động tác là miết từ từ dái tai xuống xuống gáy này, miết từ dưới tai xuống gáy này, mỗi bên 7 lần, mỗi bên 7 lần thì sẽ giúp cho các bác điều hòa được khí huyết. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, đây là một trong những video rất đơn giản, rất đơn giản, chỉ mong rằng các bác hãy chung tay chia sẻ nó cho nhiều người được biết, để cho nhiều người có thể chữa được bệnh của mình, giúp cho sức khỏe của mình được tăng cường mà không hề tốn kém. Các bác ơi, với những cái phương pháp chữa đơn giản này thôi nhưng chữa được những cái chứng đau đầu kinh niên, và đặc biệt là chữa được cho những cái người mất ngủ lâu ngày rồi các bác ạ. Và có những cái bệnh nữa là ví dụ như những người bị gan, bị thận, áp dụng những phương pháp này lâu ngày thì cái gan, cái thận cũng khỏe ra. Và đặc biệt là với những người điều kiện kinh tế không có mấy thì các bác hãy chia sẻ bằng miệng cho họ, ngồi kể chia sẻ bằng miệng cho họ, chứ không nhất thiết là phải dí vào cái video đâu. Tôi chỉ mong làm sao có nhiều người biết đến những cái phương pháp đơn giản này để họ có thể có được những cái sức khỏe tốt lên. Vâng, và thưa với lại các bác, một trong những cái điều mà cũng muốn các bác giúp tôi đó là hãy dí vào nút đăng ký, nếu như cái nút đăng ký của các bác còn đang hiện màu đỏ. Vâng, vì khi các bác dí vào nút đăng ký đồng nghĩa với việc các bác đang lan tỏa cái điều tuyệt vời này đến với lại nhiều người hơn. Và cuối video xin được dành tặng những cái lời biết ơn cũng như là những lời hoan nghênh đến những bác nào vẫn còn đang ngồi đây theo dõi đến những cái lời tận cuối này. Vì tôi biết rằng các bác là những người đủ cái sự kiên nhẫn, đủ cái sự nhẫn nại trong người, và đặc biệt là các bác có được những cái tâm an bình. Vâng, thưa với lại các bác, tôi biết rằng những người ngồi xem đến những giây phút này là những người thực sự sống nội tâm sâu sắc, và các bác là những người thực sự chỉnh chu. Tôi cũng biết rằng có những người đã rời khỏi video này trong từ phút 2, phút thứ 3 đi rồi. Có những người ấy, thì ngồi không thể yên được một lát vì cái tâm của họ luôn xáo trộn. Vâng, và tôi biết rằng những bác đang ngồi đây là những bác đã có được những cái tâm an yên. Và tôi biết chắc một điều rằng các bác luôn luôn có được những sức khỏe tuyệt vời. Khi các bác thấy được những điều này tốt lành, những cái thứ tuyệt vời các bác cảm nhận thấy, hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết để cho nhiều người cũng có được những cái tâm an yên như các bác. Vâng, và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.